Chiều nay, theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, theo cơ sở dữ liệu của cơ quan chức năng Việt Nam, ông Trần Bắc Hà đang có mặt tại Việt Nam. Theo nguồn tin này, dữ liệu quản lý của cơ quan chức năng cho thấy lần cuối cùng ông Trần Bắc Hà làm thủ tục xuất nhập cảnh là tại cửa khẩu Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, giáp danh với Lào vào đầu tháng 11 năm 2017. Tại phiên tòa chiều nay, luật sư của Phạm Công Danh đã xét hỏi đại diện của Ngân hàng Xây dựng CB về số tiền 4.500 tỷ đồng mà ông Phạm Công Danh đã gửi vào Ngân hàng VNCB để tăng vốn điều lệ. Đại diện ngân hàng này khai trước tòa rằng sau khi tiếp quản thì không có giữ số tiền này. Về phần xét hỏi, luật sư của ông Phạm Công Danh đã yêu cầu hội đồng xét xử buộc Ngân hàng CB phải trả lại 4.500 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh, đồng thời truy hồi hơn 2.700 tỷ đồng mà Phạm Công Danh đã trả lãi ngoài trái quy định cho nhóm ông Trần Quý Thanh. Theo vị luật sư này, nếu truy thu được hết số tiền này thì hoàn toàn có thể khắc phục được hậu quả hơn 6.100 tỷ đồng trong vụ án. Theo một diễn biến trong phiên xét xử sáng nay, Viện Kiểm soát muốn được xét hỏi ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV, một số thông tin, nhưng ông Hà vẫn vắng mặt với lý do bị bệnh. Người đại diện ông Trần Bắc Hà cho biết có hồ sơ tài liệu chứng minh ông này đang nằm tại bệnh viện ở Singapore và sẽ nộp cho hội đồng xét xử vào ngày 15 hoặc 16 tháng 1. Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác, ông Trần Bắc Hà đang ở Việt Nam.